một hai giờ đêm qua có mười mấy chiếc xe 16 chỗ với một chiếc xe 24 chỗ, đều một chiếc xe 24 chỗ là biển số xanh 81, còn mấy chiếc xe 16 chỗ là biển số 75. Nhưng mà khi mà con đang ngủ á, mọi người đang ngủ, cho anh em trong đoàn đang ngủ, thì họ vô trong cửa họ ào vô một cái họ nắm tay mọi người ra, hai người kè một người, là trong đoàn bảy mấy người, chắc con cũng khoảng trăm mấy người á. À, họ kề ra xe, họ chở đi, họ chở một hướng đi Nam, một hướng đi Bắc. Nhưng mà không biết Sư Minh Tuệ với mọi người bây giờ đang ở đâu. Con thì chở ra Hà Tĩnh, con với mấy minh đệ chở ra Hà Tĩnh, vô công an phường Kỳ Trung á, lấy lời khai làm việc. Họ kêu con ký cam kết đồ này nọ, bắt buộc con phải ký. Chứ mà không có đi chung đoàn với không vi phạm pháp luật. Nhưng mà trong khi con không có vi phạm pháp luật, chứ mà không có làm cái gì mà sai trái với pháp luật cả, mà họ đi làm như vậy con không chịu hợp tác. Cái họ chở con ra bãi đất trống, họ xa cái trung tâm thành phố Hà Tĩnh, họ thả con ngay đây, nên giờ cũng chạy vô nhà dân.